Chúng ta của 8 năm sau, Tùng bị bắt tại trận. Cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến. Sau những dấu hiệu không thật lòng của Tùng thì giờ đây ai rồi cũng phải lớn. Nguyệt đã trở nên đa nghi như Tào Tháo, mưu cao như Khổng Minh, để rồi cả đời nay chưa biết nói dối ai một câu bao giờ. Thì giờ đây cô giáo Nguyệt lại đầy mưu mô, giả vờ đi công tác. Thế là Tùng quen mui đã đưa ngay à anh Thu xuống phòng chim chuột. Vậy là giờ đây anh Thu đã trở thành Thiên Thu, Tùng Tùng tồi tệ đã trở thành Tùng Cắc ỏi e. Trước những dấu hiệu rành rành thì một cô giáo ngây thơ như Nai cũng phải dựng tai mà nghe ngóng. Việc Tùng nói dối là đi với Lâm tiếp đối tác qua đêm, rồi đặc biệt là cái thái độ, chị em vốn rất nhạy cảm với cái việc mà chồng hững hờ nhắn tin rồi cười tủm tỉm một mình như Tùng. Thà rằng hàng ngày nó khác, đằng này hàng ngày Tùng lại rất yêu vợ thương con, rồi thường trót lưỡi đầu môi những câu ngọt ngào như mía lùi chấm mật vậy. Vậy mà mấy ngày nay ăn được vắt xôi, húp được miếng sò, rồi thì bỗng trở nên thay tính đổi nết. Cộng với đó là cái mùi lạ lạ trên giường mà hôm kia Nguyệt cứ tưởng là mùi hôi nách, thì bất giác hôm nay cô giáo Nguyệt đã vào tận phòng tắm mà người có cái áo Tùng vừa cởi ra thì vẫn chính là cái mùi đó. Thêm một kinh nghiệm tôi nói cho anh em để ý là đã đi ăn vụng về thì điều phải xử lý đầu tiên là mùi lạ, bởi vì cái đám chị em thường xuyên là người nội trợ nên cái khứu giác cực kỳ phát triển. Mà cái đám trà xanh cà ve kia nó quyến rũ anh em thì mình cũng chỉ vì cái mùi. Nên kinh nghiệm là anh em có đi em út bồ bịch, thậm chí là đi mường thanh sông xả về, thì điều đầu tiên là phải tắm rửa sạch sẽ trước khi vào ngủ với vợ. Thứ hai là cái thái độ phải luôn giữ một trái tim nóng và cái đầu lạnh. Hàng ngày đối xử với vợ ra sao thì giờ cứ vậy, thừa một tí hoặc bớt một tí cũng không xong. Việc còn lại mới là xử lý những dấu vết khác như tin nhắn, cuộc gọi điện hay nói chuyện. Thay vì anh em cứ lưu tên này tên nọ như chị Lan đối tác hay cô Hòa giám đốc, thì các anh hãy cứ nên lưu là thợ đóng gạch, rồi xe ôm hay là thợ sửa ống nước, thì khẳng định đám sư tử Hà Đông kia sẽ không bao giờ mảy may nghi ngờ. Và đen là Tùng đã phạm đúng cả ba điều tối kỵ kia. Nguyệt lần này tiếp tục chơi bài phải đi công tác vài ngày. Thế là Tùng bình thường thì khôn lắm, lưỡi có cả bớt, chân có cả bóng đèo cơ. Nhưng hôm nay dính vào hoán thú tình trường thì đâm ra lú lẫn ngơ dại, chả mảy may nghi ngờ gì mà để cô ả anh Thu kia tót xuống giường ngay. Và rồi trên đầu giường là ảnh cưới với Nguyệt, nhưng dưới giường cưới thì là Tùng lại hùng hục hì hụi với anh Thu, thật là hết chỗ nói. Tất nhiên mọi thứ đúng như dự tính của Nguyệt, xe thì để ở gara mà Tùng lại dám nói dối là đi với Lâm. Nhưng lần này Nguyệt lại điềm tĩnh đến lạ, mắt không thấy thì tim không đau. Nguyệt không muốn mình phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng khi thấy chồng mình cùng cô ả kia chim chuột ngay trong chính tổ ấm của mình. Nguyệt đã điều ngay mẹ chồng qua nhà để sau này còn tiện bề dạy dỗ con trai của bà, quả là cao tay hảo là.